Tài. Sự tinh tế được thể hiện trên từng đường thêu mũi chỉ tạo nên những họa tiết tinh xảo là cả một quá trình cần mẫn trong lao động và trí tưởng tượng phong phú của người phụ nữ. Xin kính mời quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi ngắm nhìn những bộ trang phục đặc sắc của dân tộc Mông, Mai Lăng và dân tộc Tày. Của dân tộc Tày. Khi nhắc đến dân tộc Tày, trong tâm trí chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cô gái mặc áo tràm, tay cầm đàn tính với giọng hát thê ngọt ngào làm say đắm lòng người. Người con gái Tày tóc vẫn ngang đầu, ngoài chùm khăn vuông mỏ quả, áo dài màu tràm gài quy bên phải, ngang lưng là dải tràm vuông dài xuống đằng sau, áo cánh là loại cuốn thân xẻ cổ tròn thể hiện sự kín đáo giản dị. Trang phục của nam cũng hết sức đơn giản với gam màu tràm là chủ đạo. Đàn ông mặc áo cánh cuốn thân, quần và giày vải, có thêm khăn quấn đầu. Áo là loại xẻ ngực cổ tròn không cầu vai. Điều đặc biệt của dân tộc trang phục truyền thống của dân tộc Tày là không có hoa văn trang trí trên quần áo, mà chỉ có gam màu tràm thể hiện sự kín đáo, giản dị nhưng không kém phần lôi cuốn. Tiếng khen ai mà tha thiết thế, tiếng khen ai làm em nhớ thương. Đang bước ra sân khấu là Sầm Huy và Hương Nhuận trong bộ trang phục truyền thống của người Mông. Trang phục của người phụ nữ Mông rất đa dạng về màu sắc, bao gồm áo xẻ ngực, váy, thắt lưng và mũ đội đầu. Áo có cổ hình chữ V, hai bên được nẹp vải màu tùy thích và trang trí hoa văn hài hòa. Hai ống tay áo thường được thêu những đường vàng với đủ màu sắc từ nách đến cổ tay. Váy của người phụ nữ Mông có nhiều nếp gấp rộng, khi xòe ra mềm mại như cánh hoa. Phần cặp váy được khâu
tròn cho vừa vòng bụng và có hai dây để buộc. Trên nền váy may những sợi chỉ to với màu sắc rực rỡ. Ở dưới váy bao giờ cũng thêu nhiều hoa văn cầu kỳ và gắn thêm những họa tiết tinh xảo. Phần chân váy là một phần tập trung các họa tiết được trang trí nhiều nhất. Kèm theo đó là chiếc ô nhỏ xinh tạo cho người con gái thơ mông có dáng đi uyển chuyển, tha thướt. Không được lỡ sắc màu, không nổi bật như trang phục của người phụ nữ. Trang phục của người con trai thơ mông rất độc đáo và riêng có, không bị lẫn lộn với bất cứ trang phục của dân tộc nào trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Con trai Hô Mông thường mặc quần màu đen ống rộng để có thể leo đồi và múa kèn núi dễ dàng. Trong trang phục của nam giới người Mông còn có chiếc thắt lưng gọi là lan dân hô la với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trang phục của cả nam và nữ dân tộc Mông đều là do đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông làm ra. Với sự cần cù và trí tưởng tượng phong phú, người phụ nữ Mông đã trở thành người nghệ sĩ tạo nên những tác phẩm tuyệt vời làm say đắm lòng người. Ngày nay, theo nhịp sống mới của thời đại công nghiệp hóa đã làm ảnh hưởng không ít đến văn hóa truyền thống của các dân tộc. Cũng tự hào là người con của núi rừng Cao Bằng, chúng ta cần bảo tồn giá trị độc đáo của văn hóa và trang phục của dân tộc để những nét đẹp văn hóa đó, những bộ trang phục đó, ngôn ngữ đó mãi mãi là của dân tộc mình và là niềm tự hào của Cao Bằng chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta được ngắm nhìn hai trang phục chủ yếu của người dân Mai Long, đó là dân tộc Mông và dân tộc Tày. Hình ảnh gắn với quê hương trong lòng mỗi con người là bóng dáng tâm tư của người mẹ. Bất cứ ở đâu, làm gì, chắc hẳn ai cũng nhớ đến mẹ rằng không đâu bình yên bằng gia đình, bằng quê hương của mỗi người. Cũng đồng nghĩa với tâm tư, dù con có ra sao, dù con có thế nào, hãy trở về với mẹ, vì mẹ luôn là người chờ đợi con về. Và vì thế, tiếng mẹ luôn hiện hữu song song cùng với tiếng gọi của quê hương, da diết và mong ngóng đôi đường. Là người đã từng trải và thấu hiểu được tâm tư ấy, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã viết lên: Thiên chợ nghèo, liều tranh mái xưa, kìa dáng ai như dáng mẹ, dáng chỉ tôi. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Về Quê, sáng tác Phó Đức Phương qua tiếng sáo do anh Phùng On biểu diễn. Thank you.
tiếng kèn lá và làn điệu thổi sáo bằng của anh cũng ngon. Thưa quý vị, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Mùa hạ là những lúc ruộng mạ áo ánh xanh lên người, trong nắng làm mát lòng người mỗi khi nhìn. Mùa thu những cánh rừng, những thửa ruộng bậc thang rực lên màu sáng người trong cái nắng khanh khao. Mùa đông những đám mây luồn xuống len lỏi vào từng ngõ ngách, khiến ta có một cảm giác như đi trong biển mây. Mai Long có một nơi như thế, đó là xóm Cùi Hầu, có đỉnh núi lúng mú, quanh năm sương mù bao phủ, khi ánh nắng ánh lên sáng người, khiến như ta khi đứng ở đó được ngắm nhìn xung quanh, như đang đứng trong một biển mây bao la. Mai Long là một nơi đặc biệt sinh sống của 100% dân tộc Mông. Nhạc sĩ Phùng Chiến dựa trên nền nhạc của người Mông đã sáng tác nên bài hát Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng hát của anh Quang Phụng và Tốc Múa. Con trai